Kính chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình tiếp tục đến nhà của bé Mai để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số máy ghép nha. Rồi, chào Mai. Xin chào các Kiên, xin chào quý cô chú anh chị gần xa. Thì hôm nay vườn trở lại và giới thiệu một số cây mini như là đại lộc, phú quý, phú tân và một số cây đại lộc giờ cỡ vừa cho quý cô chú anh chị tham khảo. Mình giới thiệu lại địa điểm ở đây Mai. Địa chỉ ở đây là ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và gần cầu Cây Gia. Rồi, hình thức mình cây mình giao lưu là mình ship làm sao ha? Dạ, cây thì được ship bằng đường Việt Theo, ship có toàn quốc và tất cả cây của vườn đều không bao ship hết ạ. Rồi, bắt đầu vô là một cặp đại lộc đầu tiên. Rồi, cặp đại lộc quý vị. Cặp đại lộc số 1A. Rồi, 1A. Cái cặp này mình giao lưu bao nhiêu Mai? Dạ, giá giao lưu là 150 một cặp, không bao ship và ship có toàn quốc luôn ạ. 150 một cặp nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cặp số 2. Này là một cặp phú quý. Phú quý. Phú quý bông từ 5 đến 12 cánh luôn. Rồi 5 12 cánh. Rồi mình có thể cho cái chiều cao phỏng phỏng một cây nào đó không mày? Cái này chiều cao là 31. Rồi, cao 31. Tán ngang là 26. Rồi, mình đo phỏng phỏng lâu lâu mình đo thôi quý vị. Cái này chiều cao là 30. Rồi. Cái ngang của nó là 32. Rồi, xem dòng luôn. Được cây bên đây cũng được quấn thân cũng đẹp đẹp ha. Rồi, cây này giao lưu như em ai? Dạ, cặp phú quý này giao lưu 150 một cặp, không bao ship và ship có toàn quốc luôn ạ. Rồi, 150 một cặp nha quý vị. Rồi, xuống cây. Cặp số 2. Rồi, chuyển qua cặp số 3 luôn. Số 3 cũng là một cặp phú quý mini. Rồi, phú quý luôn. Rồi, cặp số 3 nha quý vị. Rồi, cặp này mình giao lưu nhiêu đây Mai? Dạ, giao lưu cũng 150 một cây, không bao ship, ship có toàn quốc luôn ạ. Rồi, 150 một cặp nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. 150 một cặp quý vị ơi. Nhanh tay mình chốt cây quý vị ơi. Rồi, mã số 4 là một cặp đại lộc. Rồi, cặp này mình giao lưu nhiêu Mai? Dạ, cặp này giao lưu cũng là 150 một cặp, không có ship và ship có toàn quốc luôn ạ. Rồi, 150 luôn quý vị ơi. Rồi, xuống cây. 150 một cặp luôn quý vị. Cặp số 5 cũng là một cặp đại lộc. Rồi, số 5 cũng là đại lộc luôn. Giá giao lưu cũng là 150 một cặp, không bao ship và ship có toàn quốc ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục là cặp mã số 6. Cũng là một cặp đại lộc mini luôn. Rồi, cũng là đại lộc luôn quý vị ơi. Giá giao lưu cũng là 150 một cặp, không bao ship và ship có toàn quốc luôn ạ. Rồi, mã số 6 ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 7. Số 7 là một cặp phú tân mini. Rồi, phú tân nha quý vị, dạo phú tân nha. Mã số 7. Rồi, cũng 150 luôn ha em. Dạ đúng rồi, 150 một cặp. Rồi, một cặp nha quý vị. Rồi, xuống cây, mã số 7. Rồi, mã số 8. Cũng là một cặp phú tân. Rồi, giỏ phú tân luôn. Phú tân này giá giao lưu cũng là 150 một cặp và không có ship, ship có toàn quốc luôn. Rồi, cũng 150 luôn, mã số 8 nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Nhanh tay mình alo chốt cây quý vị ơi.
8 rồi. Tới số 9 đâu em? Số 10. Rồi, vậy số 8 rồi, tới số 10 nha quý vị. Một cặp cúc cam. Cúc cam. Rồi, mã số 10 là cúc cam nha quý vị. Rồi, cũng 150 một cặp luôn hả Mai? Dạ đúng rồi, 150 một cặp luôn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 10 cúc cam quý vị ơi. Rồi, 11 luôn. 11 là một cặp phú tân. Rồi, 11 là một cặp phú tân. Cũng giá 150 một cặp, không coi ship và ship có toàn quốc luôn ạ. Rồi, 150 luôn, một cặp 150 hết quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn, phú tân nha, dẫu phú tân nha quý vị. Mã số 11. Rồi, mã số 12. Rồi, mã số 12 quý vị ơi. 12 cũng là một cặp phú tân mini. Rồi, cũng là một cặp phú tân luôn. À, gốc thì được uống bẻ hồi từ nhỏ ha. À, cũng 150 luôn hả Mai? Dạ, 150 một cặp luôn ạ. Rồi, 150 một cặp quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 13. 13 là một cặp phú tân luôn. Rồi, một cặp phú tân luôn. À, cũng khá là cao ha. Còn cái gốc thì cũng duyên duyên đây quý vị. À, rồi, cũng 150 luôn. Rồi, xuống cây. Mười mấy rồi? Mấy? 13. Rồi, mã số 14. 14 là một cặp đại lộc mini. Rồi, 14 là một cặp đại lộc mini nha quý vị. À, rồi, cũng 150 luôn ha em. Dạ, 150 một cặp luôn ạ. À, rồi, 150 một cặp nha quý vị, đại lộc nha quý vị. Rồi, xuống cây, mã số 14. Rồi, mã số 15. Cặp đại lộc mini luôn. Rồi, cũng là một cặp luôn, đại lộc luôn. Cây này Tết có bông luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi, hai cây này có cái bộ đế ti nhỏ, thấy cũng có bộ đế vẽ lắc lắc nè ha. À, nhìn cũng đẹp nè ha. Rồi, xuống cây luôn. 150 một cặp quý vị ơi. Nhanh tay mình chọn cây để mình ghép những gốc mai nhà của mình quý vị. Rồi, cặp 16 là một cặp đại lộc. Rồi, đại lộc luôn. Cặp này gốc rất là đẹp luôn. Rồi, gốc được uống ba vẻ rất là đẹp nè. À, rồi, cũng 150 luôn ha. Đúng rồi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 17 quý vị ơi. Một cặp đại lộc luôn quý cô chú anh chị. Rồi, cũng là đại lộc luôn, mã số 17 nha. Rồi, giá cũng 150 luôn ha em. Dạ, 150 luôn ạ. 150 một cặp quý vị. Rồi, đại lộc. Rồi, xuống cây luôn. Nhanh tay mình alo chốt cây quý vị. Rồi, mình chốt cây, mình lấy bo về ghép mai nhà mình là đẹp luôn quý vị ơi. Dạ, cặp số 18. 18 cũng là đại lộc luôn. Có cái góc nhìn thấy cũng đẹp đẹp nha quý vị. À, được bẻ uống nha. À. Rồi, xuống cây luôn, 150 một cặp. Rồi, mã số 19 luôn. Cũng là một cặp đại lộc mini luôn. Rồi, cặp đại lộc mini, mã số 19 nha quý vị. Đồng giá hết hả Mai? Dạ, đồng giá 150 một cặp hết. Rồi, đồng giá 150 nhưng một cặp nha quý vị. À, rồi, gốc này, hai gốc này thấy bẻ uống thân, uống cái gốc cũng đẹp đó nè. Để mình lâu lâu cho quý vị xem cái nhà tuy nhỏ nhưng mà thấy nó bẻ gốc này đẹp lắm quý vị. Quý vị thấy hồng nhọt. Ý, có con ốc. Rồi, xuống cây luôn.
150 một cặp quý vị ơi. Cặp số 20 cũng là một cặp đại lộc luôn. Rồi. Cặp 20 vẫn là đại lộc luôn quý vị. Cũng đồng giá luôn ha, 150 luôn. À, mình nói về hình cách ship mình sao đây, nhắc lại cho quý vị Mai. Dạ, ship là ship bằng đường Việt Theo và tất cả cây của vườn đều không bao ship và ship có toàn quốc luôn nha. À, vẫn ship ship toàn quốc cho quý vị hết ha. Nhưng mà phí ship thì không có bao phải không? Dạ. À, cây này thường thường nếu mà ship mình khoảng chừng mấy chục gì ha Mai? Dạ, một cặp này khoảng 50.000 đổ lại thôi ạ. À, khoảng 50.000 trở lại quý vị. Rồi, xuống cây. Số 21 là một cặp ngọc mai, bông nó màu kem, từ 5 đến 12 cánh. À, mai con giá là gọi là mai kem á ha. Dạ, đúng phải rồi. Không? Rồi. Thường thường ta nói mai kem đó phải không? Là nó đây. Gọi là tên khác gọi là ngọc mai. Rồi cặp này vẫn là 150 ha em. Dạ, vẫn 150 một cặp luôn. Rồi, 150 một cặp nhưng quý vị. Rồi, xuống cây luôn, ngọc mai. Hay gọi là mai kem. Tên đẹp quá ha, ngọc mai. Cặp số 22 cũng là một cặp ngọc mai mini luôn. Rồi, ngọc mai luôn. Bông màu kem. Là 5 tới 12 cánh ha mày. Dạ đúng rồi, từ 5 đến 12 cánh. Rồi 150 luôn nhưng quý vị. Rồi, xuống cây, cặp ngọc mai, 150 một cặp quý vị ơi. Cặp 23 là một cặp dảo Thái Lan. Rồi, cặp 23 là dảo Thái Lan nha quý vị. À. Dảo Thái Lan là bông nó rất là to. Rồi, lá cũng to nữa nè. À, cũng là 150 luôn. Dạ, vâng. Rồi, mình xuống cây. Rồi, mã số 24. 4 là một cặp cúc 150 cánh mini. Rồi, cúc 150 cánh nha quý vị. Mã số 24. Rồi 150 cánh luôn. Rồi cũng 150 luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi cặp 25. Rồi cũng là một cặp cúc 150 cánh. Rồi cúc 150 cánh. Rồi mã số 25 nha quý vị. Rồi cũng 150 luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi bây giờ mình bán lẻ chứ không có bán cặp nữa phải không? Nãy 25 rồi. Rồi 26. 26 mã mấy em? 26 và 27. Rồi mình phải nói nào 26 nha, khoan khoan nha quý vị. 26 mấy bên phải màn hình nha quý vị. À, có mã số đây quý vị. 26 ha. Còn đây 27 nha. Rồi mã 26. Bán nó cao cao hơn xíu đó quý vị. Dạ nếu như mà mua một cây là 380 một cây, còn nếu như một cặp là 750 một cặp, mua một cây thì vườn vẫn ship luôn ạ. À. Có giá đó em. Lộn giá này là cây 27 là 300.000, còn cây 26 là 350 thì vườn lộn giá. Lộn nói lộn nhưng quý vị nói lại nhưng có giá sẵn nhưng quý vị. Rồi mã số 26 là 350, mã số 27 là 300. Mai này là mai gì em? Dạ mai này đại lộc. Rồi đại lộc nhưng quý vị cái gốc ghép thì cũng to và ghép này còn thấy cũng ra nhiều tược ha. Này cũng ghép cũng ba bốn cơ gì ra, ba bốn bo vậy ha em. Dạ đúng. Rồi xuống cây luôn. Cây 28 và cây 29. Rồi,
Đây 28 là mé bên phải màn hình của quý vị nha. Rồi cây 29 là mé bên trái màn hình nha quý vị. Rồi ghép nó là gì đây em? Dạ ghép nó cũng là giống đại lộc luôn ạ. Đại lộc. Đó quý vị. Hai cây này đều đồng giá là 350 một cây ạ. Rồi ai dừng lại nha em ơi. Rồi mã số 28 là mé bên phải màn hình nha quý vị. Rồi mé bên trái màn hình là mã số 29 nha, đồng giá là 350 nha quý vị. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số 30 là nằm mé bên phải màn hình. Rồi mã số 31 là bên trái màn hình đó quý vị. Rồi cái mình ghép gì Mai? Dạ cũng là ghép đại lộc luôn ạ. Rồi ghép đại lộc. Rồi cây số 30 là 300.000 và cây số 31 là 350 luôn nha quý vị. Rồi mã số 31 nó bự bự hơn xíu đó quý vị. Đó, bên trái màn hình mình đó ha. Có cái góc cũng đẹp hơn bên kia xíu nên giá hơi cao hơn xíu. Rồi mã số 31 350 là cây này đây. Rồi mình xuống cây. Đây là một cặp cuối cùng, cặp 32 và 33. Rồi mã số 32 là bên phải màn hình của mình. 33 là bên trái màn hình nha quý vị. Mình ghép gì em ơi? Dạ ghép đại lộc luôn ạ. Rồi đại lộc luôn nha quý vị. Ghép cái này đâu đây, em đếm thử cây thử được ghép được mấy bo mày. Dạ một cây, cây bên đây là cây số 32 là ghép được 2 bo. Cây số 33 là cũng 2 bo luôn. Rồi 2 bo nha quý vị. Hai cây đều đồng giá là 300.000 một cây hết ạ. Rồi 300.000 cây hết ha. Rồi hết chưa Mai? Dạ rồi, cặp này cũng là cặp cuối cùng của clip luôn ạ. Thì qua đây thì vườn cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ vườn trong thời gian qua và mong các cô chú anh chị ủng hộ vườn trong thời gian sắp tới ạ. Xin cảm ơn ạ. Rồi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Rồi quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.